Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ Gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Vâng, hôm nay ngày 31 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục chia sẻ tới quý khách hàng thêm một video clip để giới thiệu về đồng hồ cũng như là cách sử dụng chuông, cách chỉnh chuông, chỉnh giờ được chính xác nhất và đơn giản nhất mà dễ dàng hiệu quả cho người mới tiếp xúc về các cái đồng hồ máy điện tử. Thì trên mình các bạn đang xem đây là đồng hồ chúng tôi chạm, đó là tứ linh, đó là long ly quý phụng, tức là long lân, rùa và phượng hoàng. Mà video clip này chủ yếu tôi giới thiệu đó là quy trình đánh chuông và chỉnh chuông, chỉnh giờ. Và bây giờ chúng ta cùng đi đến bộ phận máy cơ, máy điện tử bên trong để cho quý khách hàng được biết. Và đây là các cái thanh lắc cũng như phía sau mặt đồng hồ và bộ chỉnh chuông, chỉnh giờ. Điều đầu tiên chúng ta phải để thăng bằng thì các cái thanh lắc này nó sẽ đánh đều. Đó là quý khách lưu ý điều thứ nhất. Và thứ hai, tôi giả sử bây giờ đang là 2 giờ thì tôi sẽ thử chuông xem nó là kêu mấy tiếng để chúng ta sẽ chỉnh. Đó, 2 giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6, 2 giờ mà kêu 6 tiếng. Đây quý vị xem, nếu như 2 giờ mà kêu 6 tiếng thì chúng ta sẽ tính từ số 6. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là đến số 2. Thì chúng ta sẽ ấn ở đây, đó là 8 lần liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Đấy, và chúng ta đã được tiếng chuông kêu đúng như ý. Và phía bên phải đây là nấc volume, có thể cho chỉnh to nhỏ tùy ý theo quý khách. Và cái nút ngoài cùng như trên tay tôi đang chỉ đây, dưới cùng thì là nguyên chuông, và nếu gạt lên nấc giữa đây thì là cả chuông, cả âm, cả âm thanh. Và nếu gạt lên nấc trên cùng thì là nguyên âm thanh, không có chuông. Thường thì chúng ta để nấc giữa là vừa chuông vừa âm thanh, có một vài bản nhạc sau đó mới đánh chuông. Và rất mong video này sẽ được giúp quý khách hàng có thêm một kinh nghiệm, trải nghiệm về máy điện tử, đồng hồ. Đồng hồ điện tử, vỏ là vỏ gỗ và chất liệu được làm từ chất liệu gỗ hương. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm các cái sản phẩm đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ. Thì quý vị không biết chỉnh, quý vị có thể liên hệ trực tiếp hoặc xem kỹ các video clip mà chúng tôi đưa lên. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại chiếc đồng hồ bằng chất liệu gỗ hương. Và video clip này tôi chủ yếu giới thiệu đó là cách chỉnh chuông, chỉnh giờ. Và vừa giờ là chúng ta đã chỉnh được tiếng chuông, được đúng ý. Đó là mẫu long lân quý phụ. Và đây là chiếc đế. Sau khi chỉnh xong chúng tôi sẽ để lên đế. Và về phần giờ thì ở đây nó có một cái nút nhỏ vòng tròn để chúng ta có thể xoay giờ. Quý vị lưu ý nhé, nút nhỏ màu đen ở phía sau mặt đồng hồ để quý khách có thể chỉnh được. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi.
Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.